Bài số 4 ạ. Phản ứng trao đổi ion trong chất tự ly. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch. Chất điện ly. Phần này cũng sẽ có qua về lý thuyết thì nó dài dòng, nó lằng nhằng, mệt mỏi lắm. Thế thì ở trong này thì thầy hướng dẫn chúng ta luôn nhá, là một la mã là điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion ở trong dung dịch các chất điện ly. Điều kiện gì để mà phản ứng xảy ra trong điều kiện gì mà để cho phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện ly, đúng không? Thế thì đầu tiên ạ, chúng ta phải khẳng định với nhau rằng là đây ạ, ví dụ đi, ta có ví dụ một cái phản ứng chúng ta hay dùng nhiều nhất là cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl. Thế thì ngày trước thì chúng ta toàn viết phương trình là NaOH cộng với lại HCl để tạo thành NaCl cộng với nước. Nhưng mà đây không phải là bản chất của phương trình phải xảy ra các em ạ. Đây không phải là bản chất. Bởi vì chúng ta biết bây giờ chúng ta biết là dung dịch NaOH thì làm sao mà tồn tại được phân tử NaOH được. Dung dịch NaOH nó là một NaOH là chất điện ly mạnh. Nó sẽ ngay trong dịch nó sẽ điện ly để tạo thành Na cộng cộng với OH trừ. Đúng chưa? HCl cũng là một chất điện ly mạnh. Nó sẽ điện ly tạo thành H cộng cộng Cl trừ. Đấy chưa? Để tạo thành gì ạ? NaCl là chất điện ly mạnh, trong dịch chỉ tồn tại Na cộng cộng với lại Cl trừ. Nước là chất điện ly yếu thì sẽ có phân tử nước. Vậy mình nhìn là hai vế này, Na cộng biến mất, Cl trừ biến mất. Vậy thì bản chất nhất nó là hiện tượng do anh OH trừ cộng anh H cộng để tạo thành anh H2O. Đấy chưa? Thì cái phương trình này được gọi là phương trình ion rút gọn. Và từ đây thì mình cũng hiểu một điều rằng là phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện ly nó là phản ứng giữa các ion. Suy ra phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện ly nó là phản ứng giữa các ion. Đấy, ví dụ như trên này ion OH trừ ăn tác dụng với ion OH cộng. Được không ạ? Để tạo thành nước, nước là một chất điện ly yếu. Cái phương trình trên này nó được gọi là một phương trình ion thu gọn. Nhá. Phương trình trên này nó là phương trình ion thu gọn. Thế thì suy ra điều kiện để xảy ra một phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly. Nếu có điều kiện nào thì nó phải thỏa mãn một trong ba điều kiện sau hoặc cả ba, hoặc là một trong ba. Thứ nhất là phải tạo thành chất kết tủa hoặc thứ hai là tạo thành chất khí hoặc thứ ba là phải tạo thành chất điện ly yếu. Một trong ba cái điều kiện trên. Đây ví dụ như là bản chất phản ứng mà OH trừ tác dụng H cộng thì nó tạo nước để tạo chất điện ly yếu là nước. Đúng không? Thì cái bản chất này nó xoay quanh cái việc là làm giảm cái nồng độ ion trong dung dịch xuống. Kết tủa hay khí hay điện ly yếu thì nó đều làm giảm cái nồng độ ion trong dung dịch xuống.
Vậy thì đây là điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong chất đi, cái này là quan trọng bậc nhất nhá, cái này là quan trọng bậc nhất. Thế thì từ cái này, từ những cái mà chúng ta suy ra này, chúng ta sẽ có này hệ quả này, hệ quả số 1 là các ion cùng tồn tại với nhau trong cùng một dung dịch, các ion mà có thể cùng tồn tại trong một dung dịch khi và chỉ khi chúng nó không tác dụng với nhau. Thế mà các ion mà không tác dụng với nhau ấy, thì khi và chỉ khi chúng nó không kết hợp để tạo thành, khi và chỉ khi nó không kết hợp để tạo thành chất kết tủa hoặc chất khí hoặc chất điện điều nha. Đấy, chúng ta quan tâm đến chỗ này rồi đó. Thế còn lại hai nhỏ thì các ion không cùng tồn tại với nhau trong một dung dịch thì tương đương với là nó làm sao tác dụng với nhau, hay tương đương với là dễ dàng kết hợp để tạo thành chất kết tủa hoặc chất khí hoặc chất điện điều. Thì mấy cái này dễ lắm, đúng không? Tức là mình chỉ cần thuộc bảng tính tan là được, xem những cái nào là chất kết tủa, điện điều mình học cách phân biệt rồi, khí thì mình biết rồi, rất là dễ. Được chưa? Ví dụ ta viết một cái phương trình khác. Ví dụ là phương trình BaCl2 mà cộng với lại Na2SO4 đi ạ. Thì giả sử nó xảy ra thì nó tạo thành là BaSO4. Có phản ứng xảy ra rồi thì có cái chất kết tủa cộng NaCl, đúng không? Chỉ cần có chất kết tủa được, BaSO4 thì kết tủa không tan trong mọi môi trường axit hoặc môi trường kiềm. Thế thì về mặt bản chất thì mình biết rằng là BaCl2 thì nó trong dịch nó tồn tại dạng ion Ba2 cộng và hai ion Cl trừ, Na2S4 thì tồn tại dưới dạng hai ion Na cộng và ion SO42 trừ. Ba2S4 là chất kết tủa nhá, mặc dù nó là chất điện ly mạnh nhưng nó là chất kết tủa nên nó vẫn giữ nguyên, cộng với lại hai Na cộng cộng hai ion Cl trừ. Chúng ta nhìn này, Cl trừ hai Cl trừ vứt này, hai Na cộng hai Na cộng vứt này. Vậy mình sẽ có bản chất của phản ứng xảy ra là gì ạ? Ba2 cộng ăn S42 trừ để tạo thành Ba2S4. Bản chất là như vậy. Và đây gọi là phương trình ion rút gọn. Nhá, đây gọi là phương trình ion rút gọn. Được chưa? Đấy, thì xoay quanh cái việc mà điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dịch chất điện ly thì là gì? Nó có chất kết tủa này, hoặc chất điện ly yếu này, hoặc là chất khí. Một trong ba cái đấy là phản ứng nó sẽ xảy ra. Đây nhá. Mình sang 25 mã. Là các bước viết phương trình ion rút gọn. Các bước viết phương trình ion rút gọn. Các bước viết phương trình ion rút gọn. Phương trình ion rút gọn. Cái phương trình ion rút gọn này này là nó rất hay thi. Nhá. Phương trình ion rút gọn này rất hay thi trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Hay thi nhiều lắm, nhưng ta phải quan sát thật kỹ. Thứ nhất mình có là phương trình ion rút gọn thì nó cho ta biết bản chất của phản ứng xảy ra trong dịch, đúng không ạ? Đấy,
nó cho mình biết đây bản chất phản ứng xảy ra đây, ví dụ như bản chất đây OH trừ H cộng bằng nước, bản chất đây, bản chất là gì ạ? B2 cộng ăn S4 hay trừ tạo thành B2S4. Vậy là suy ra là mình cứ học giỏi cái phần là phương trình nhúng nước gọn là mình nhìn bản chất của mọi phản ứng xảy ra. Thì có phải học hóa mà mình muốn giỏi thì là mình phải học phần này thật chắc không? Bởi vì là chỉ mình học hóa chủ yếu mình biết được là anh này cộng với anh này ra anh nào, thì mình nắm được như vậy thì mình sẽ làm được tất cả những anh còn lại, đúng không? Sao các bước, các bước viết phương trình nhúng gọn, bước 1 hoàn thành phương trình này, hoàn thành phương trình hóa học này, bước 2 là biểu diễn các chất điện ly mạnh về dạng ion. Chú ý trừ các chất kết tủa thì giữ nguyên. Chất kết tủa là điện ly mạnh mà nếu mà nó là thằng muối nhé. Ba nhỏ là giữ nguyên, giữ nguyên trạng thái phân tử, giữ nguyên phân tử của các chất kết tủa bay hơi điện lý yếu. Bước 4 là xóa vỏ các ion có số lượng tương đương nhau ở hai vế, hai vế phương trình. Vậy là mình sẽ thu được phương trình ion rút gọn nha. Thì cái phương trình ion rút gọn này mình muốn làm được hay không là nó chỉ phụ thuộc vào việc là mình có viết được nhiều hay không. Rồi mình sẽ đi viết phương trình ion rút gọn nha. Viết phương trình ion rút gọn của các phương trình hóa học sau. A nhỏ AgNO3 cộng với HCl dễ. B nhỏ CuSO4 cộng Na2S. C nhỏ Na2CO3 cộng HCl. D nhỏ KOH cộng với lại H2SO4. Bước 1 mình hoàn thành phương trình này. Mình có này AgNO3 cộng HCl thì nó tạo thành là AgCl cộng HNO3, kết tủa AgCl không tan trong HNO3. Điện ly mạnh này, bạc cộng này, cộng NO3 trừ này, cộng này, H cộng này, cộng CL trừ này, tạo thành này, AgCl giữ nguyên này, cộng H cộng này, cộng NO3 trừ này. Thằng này vứt. Vậy phương trình nhúng gọn bạc cộng cộng CL trừ tạo thành AgCl. Được chưa? Ý B này. Tạo thành COS kết tủa màu đen này, AgCl kết tủa màu trắng nhá, thuộc màu kết tủa luôn, COS kết tủa màu đen cộng với lại Na2SO4. COS4 thì nó điện ly tạo thành đồng 2 cộng cộng SO4 2 trừ. Na2S điện ly tạo thành Na cộng cộng S 2 trừ, tạo thành COS. Na2S4 thì 2 Na cộng cộng SO4 2 trừ, 2Na hết, SO4 hết. Vậy phương trình là CO2 cộng cộng S2 trừ tạo thành COS. Ok. Đây nhắc lại, Na2CO3 cộng HCl
thì tạo thành NaCl cộng H2O cộng CO2. Được chưa? Cân bằng công trình đây là 2. Thì ngày điện ly tạo thành 2 Na cộng cộng với 1 CO32 trừ cộng với lại 2H cộng cộng với lại Cl trừ để tạo thành 2 Na cộng 2 Cl trừ cộng H2O cộng CO2, 2 Na cộng 2 Na cộng hết, 2 Cl trừ 2 Cl trừ hết. Với bản phương trình ion rút gọn chúng ta là CO32 trừ cộng 2H cộng để tạo thành H2O cộng CO2 chưa? Dễ không? D này. K cộng H24 thì nó tạo thành là K2SO4 cộng với H2O. Cân bằng chính đây là 2, KH điện ly hoàn toàn tạo thành 2K cộng cộng 2OH trừ cộng với lại 2H cộng cộng SO42 trừ để tạo thành 2K cộng cộng SO42 trừ cộng H2O. Thì K cộng với K cộng là biến mất. Đúng chưa? SO42 trừ với SO42 trừ là biến mất. Vậy phương trình chúng ta là OH trừ 2OH trừ cộng 2H cộng để tạo thành hai nước. Đúng chưa? Thế nên hay là phương trình ion rút gọn chúng ta là OH trừ cộng H cộng để tạo thành nước. Ok nha, đấy trên đây là cái cách mà thầy hướng dẫn chúng ta cái viết phương trình ion rút gọn. Và phương trình ion rút gọn rất là quan trọng với toàn bộ phần chương số 1. Được chưa?